gì đó thì con quá trời khổ rồi. Nó đi thành phố nó muốn khách sạn đồ nó ở chả nó về đi kiếm đi tìm rồi nên là nó đầu tiền gì với xì ra trả tiền khách sạn hay là trả tiền ăn uống ở chả chờ đợi hầu hạt trầu trực hay là chưa biết cho nó về nó mới về nhà hôm kia nè nó tiền nào còn rồi nó mới về nhà hôm kia nè mà giờ anh đòi đi thành phố nữa là vì nó thiệt con là chuyện qua nay vì trốn nó luôn vì không dám về nhà luôn ngủ bụi luôn không dám về nhà luôn nó gặp gì là anh đầu tiền gặp gì là đầu tiền gì quá gỗ luôn rồi bây giờ là vừa khổ quá vừa nhờ con giúp đỡ giùm gì đi gì không biết làm sao luôn. Mà giờ là sao nó ổng làm sao để mà con biết nghĩ gì con xin chứ giờ. Không có mà vì có xuống ủy ban gì nói hai ba lần rồi hồi chuyện hôm qua gì cũng có đi đứng nữa rồi cái người ta nói để ngày mai đó thứ hai hả rồi xuống rồi, rồi người ta bàn luận lại người ta phối hợp lại rồi người ta sẽ có cách thì cô ngày mai cô cũng xuống ủy ban nữa đó với ngày mai thứ hai đó nó đi mà còn đi giờ nó đó giấy chứng minh cũng đâu mất mẹ luôn rồi giờ nó không biết tiền bạc nha là nó bỏ đầu quên đuôi mà ở gặp mình cái thiệt tiền nó lộn như tiền ở trên trời rơi xuống hay gì nó gì quá trời khổ luôn ơi nó không nếu không á là nó đầu quýnh một tí rồi giết một tí đặng uy hiếp gì cho gì lầu tiền ra dắt một tí trốn hôm qua nay trốn không về nhà luôn tí không dám về nhà gì còn lén lén thì nhà thấy cái canh canh nó không có nhà gì chạy về nhà một chút hỏi thăm cho nội gì chạy đi mới về nhà một chút xíu rồi chạy đi nữa nè về nhà cái không được 3 phút nữa chừng 1 phút với 2 phút à Sao giờ tự nhiên cái sợ ông lắm bệnh nặng dữ thần vậy? giờ nó nặng con nó ở nhà nó đi dắt nhỏ trên thành phố nó mướn khách sạn đồ ở mà em dắt nhỏ đi trời nắng trời nôi dắt đi rồi khơi chứ làm gì nó con vậy nó chịu nổi không đó. Lên Rồi Sài cái nên Gòn là mà ở điện khách sạn hả? ở khách sạn Phương Đông ở khách sạn đó 3 4 bữa vẫn không biết cái người ta biết cái khùng người ta đuổi đuổi cái nó chạy qua khách sạn người khác nó mướn nó đâu gì lên chỉnh nó đâu cho vợ chung đâu vợ nhà trọ với mấy đứa em gì á rồi mỗi khi nó điện gì phải đi tới đó thôi cái nó không cho vợ chung nó vậy đó rồi cái mẹ cho tiền ăn cơm hết tiền rồi đó con nhịn đói đó. Rồi cái mẹ con hết tiền khách sạn để người ta đuổi con ra ngoài rồi cái gì cũng nói bây giờ mẹ cũng cho tiền con mà với mục đích là con nhớ hứa với mẹ được chừng nào con về quê nói đi mẹ cho cái giờ này 2 bữa nữa 2 bữa nữa 3 bữa nữa hứa hứa viết mà tới 1 tuần lễ mới về luôn á hồi bữa gì đình lên đi gặp nó là ngày thứ hai đó gì lên chảnh ra là chiều lại con xuống rước một tí không thì đó đúng rồi xong bữa sau á đúng rồi đó về ở là nó đi trước đó rồi gì có lên chảnh là gì về bữa bữa chủ nhật đó là gì về vậy gì bữa chủ nhật rồi thứ hai gì mới lên nữa đó là đi hai 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 chuyến rồi đó gì á rồi về đây cái gì hối hả đi bỏ một tí nhà là đứt ruột luôn thấy không nhớ một tí tí nhà mẹ ơi mẹ đi đừng bỏ con nha bây giờ không biết làm sao bây giờ nó thằng cháu nội với thằng khùng nó đi chết rồi mà gì không đến nó là không được không ổn xin lỗi mọi người mà nó cùng cùng tưng tưng nó dắt nhỏ đi bậy bạ lạc mặt nhỏ nó ra rồi nó nấu cà chung nó chết nữa một lần đi bỏ một tí ở nhà vậy đứt ruột luôn con hiểu bởi vì con mới chán sắp xếp á cho thằng tí ở nhà của dì dì mẹ thằng Út á thật sự đúng ở rồi thì nó cũng kỳ nhưng mà á cũng tình huống của đúng dì rồi đi phiền cứu đó dì đi cứu đó rồi thì thằng tí con không có chấp nhận là cho đi lang bang rồi đó nên con đúng muốn nhờ bên mẹ tí ơn Út á rồi là nhờ mà dì cũng chấp nhận thì con cũng vui rồi đó bởi vậy mà vậy nếu mà trời ơi gì nghe nó hôm qua gì rước vậy con cũng mừng vì nói vậy Phương nó nói không có để trong phòng đưa nói thôi không được làm phiền nó quá trời con ơi để gì đi rước mà đi rước cái rằng là bàn luận nó chở bà theo rồi nhông nhông rồi trở về nó rồi tống lát nữa tống ba rồi sao sao được mất công nữa phiền quá thôi để về là do cái địa chỉ mà lên bà tiệu gửi cho con ngõ này con ngõ hàng xóm gần cái bên nó cho con hạnh nguyên nó chở một tí về thôi chứ gì bà đi chi cho nặng xe nó rồi gặp giao thông bận về thì gặp giao thông rồi sao vậy cái thôi nghe lời có mấy người hàng xóm người ta bàn vậy cái con nhỏ kia đi đón tí về luôn vì nói nhờ con nhiều rồi cũng mất công con từ cho đét con chạy qua đây rồi rước một tí đem về xuống đây nữa cũng phiền con nữa thôi đi để đi rước Bữa đi xong về con bệnh luôn mà. hả Bữa đi xong về con bệnh luôn mà. Tới giờ này còn bệnh nè. vậy
Vậy đó hả? Tới nay còn bệnh luôn hả? Ừ. Trời ơi. Rồi sao giờ khỏe chưa? Nóng bệnh nhức Ừ, đêm rồi ngủ quải đầu hay với tại con chích mũi bốn nữa nên năm ra không biết cái gì nó bị giật không biết đó. là gì? Trời đất ơi. Chích mũi Bữa bốn nay á, bữa nay ở đây là kêu chích mũi 4, mũi 3 nữa mà gì với thằng tí chưa đi chích nữa nè. Tại vì á, vì nhớ ra người ta nói bệnh Covid á, là từ 3 tháng đổ lên mới chích. Mà vì có khoảng thời gian gì bệnh với thằng tí bệnh nó diễn biết độ qua được 3 tháng chưa nên chưa đi chích. coi cái giấy biết liền gì Rồi cái giấy đi test gì bỏ nó mất tiêu rồi. Thằng tí gì không có dắt nó đi test. Có một mình gì đi test. Tại vì gì lấy thằng tí á, ra ngoài đấy. Mà miễn gì đi chết thì dắt một tí đi mà vì thấy không biết đủ ngày tháng chưa chưa nữa. Chưa chưa đừng nói chuyện không để mẹ nói chuyện với con không hầu con mất còn bây giờ cái vụ kia đó thì tự giờ dì nói là con hiểu rồi đó nhưng mà con chưa có dám hứa với dì để con như lên tiếng vậy đó coi dì có ai giúp đỡ gì không rồi con phải cho đúng mình nha rồi chứ cái này là thật giúp sự đỡ nhầm cái khó của con tại vừa rồi á bỏ đi mà đi kiểu đó là cũng hơi tốn tiền đó nhưng mà bây giờ cái hoàn cảnh này nè thì con sẽ đưa lên là con sẽ cũng như là thương tí này nọ đó nhiều khi cũng có giúp đỡ nhưng mà cũng chưa dám hứa coi có duyên sao nữa nha rồi rồi cái hoàn cảnh mà mẹ mà gặp hai người con mà nó cũng không được tỉnh táo đó đúng con rồi cũng nghĩ gì người mà ta có cũng gì thương thấy con thấy hoàn cảnh cái gì không á phải gì gì trẻ rồi con gì cũng gần 70 rồi chứ nhỏ nhất gì nữa mà đi giết nhà muốn bệnh luôn trời ơi trời ơi, con không bỏ thương con mà tới thời điểm này mà con vẫn còn giúp đâu thường á giúp rồi là gì giúp cũng một biết gì cũng lần hiểu không rồi khoan để hỏi một chuyện nữa con bữa đó con có đưa cho cô chính chủ quán là 200.000 tiền cho một tí ăn cơm đúng không cô chính chủ quán không cổ trả lại rồi tại vì trả con lại gặp rồi hả dạ tại vì con gặp tí rồi đó ăn nên một cổ tí trả cho buổi lại chiều đó luôn phải không dạ còn bây giờ vậy con thì cũng thôi sẽ đưa 200 cho cái cô mà ngang ngang bên kia đó cơm kia cho hai chó ăn phải không không dạ rồi rồi con mua sữa rồi không mua có chua cho chó ăn rồi rồi bởi vì có nhiều người ta nói với cô á là đưa cho bà đó cho tí ăn cơm mà con đã rước tí đi buổi chiều đó luôn rồi hỏi ba lấy tiền rồi cái cô mới nói là không để tôi hỏi Phong cho chắc trẻ đàng hoàng tự nhiên là hỏi kỳ dữ lắm Đúng phải rồi, hỏi gì kỳ lắm rồi. Tại vì cổ đưa là đúng rồi vậy con có một tí là cổ thì đưa con không cũng nhiều. nói con nói để hỏi ông Phong chặt chẽ đàng hoàng hả chứ tự nhiên lại hỏi rồi cái không có hay là nó đưa lại cho con rồi nó chưa hỏi cái là quê một cục luôn phải không kỳ lắm luôn á rồi rồi Rồi, vậy đi ha. vậy con luôn cố gắng giùm về nha vì khổ lắm đó Phong ơi Rồi, rồi, con hiểu rồi mà. Thì có duyên thì cô sẽ được mà. rồi rồi nè tí rồi nói chuyện với con là nghe đây tí nói Đâu, nè đâu, đâu, con Phong nói chuyện. ơi Gì con? em nghe quá à Sao con? anh chào em không Hả? hôm nay anh không anh cứ với em không đi về nhà về nhiều muốn cho anh không Trời ơi, mới ở nhà ta 3-4 bữa, rồi giờ nhớ nữa hả? anh xạo em là nhớ mặt em không cần cho em với anh không nhớ mặt anh nha anh Cái bây gì? giờ anh biết em nha gì Ừ, thấy không mới ở nhà con người ta, ăn hiếp con người ta quá trời đi, giờ đòi đi nữa hả? Diễm À, Diễm Hương ăn hiếp con hay là con ăn hiếp Diễm Hương? Hương hết con á Ăn hiếp làm sao? quấn em mới rồi quấn em mới kìa Trời ơi, có tướng con vậy mà quýnh con hả? Ừ, cái gì vậy? Anh nói chuyện đây không nghe nói chính ông trùng quá em mới chơi được chính luôn phải không anh giá Rồi, rồi bây giờ nhớ rồi phải không? đi chơi đâu rồi Chị Trân đi làm rồi. rồi thằng mới đâu rồi mới đâu cô chú hôm nào cô chú quay đâu rồi Ê. con gái con về cô cậu á À, đi đi học rồi. mấy thằng lớn kìa Sao không ai hỏi thăm tôi chân hỏi chuyện ban ban ở ngoài không vậy trời? Hả? vậy Không hỏi chú Phong ơi, chú Phong dạ khỏe không rồi nọ ơi chân mà chú hỏi. không khỏe không chú không Hả? cho nó đậu không rồi hả đang bệnh nó đi nhiều hỏi bị bệnh rồi tới nay nó nói vậy con đang bệnh không dài nè nó ai chú không Rồi con mà bệnh con ôm đi ra bệnh à con ôm con ốm mà có chứ con bệnh gì mẹ con mà bệnh kìa
Không nghe mẹ Út nói ha. Trời ơi, ôm tối ngày sáng đêm con gái người ta luôn hen. Ông lại luôn, có gì đâu sợ ai, con đâu sợ ai, con ôm đại mà có sợ đâu. Trời ơi, ôm đại luôn hả? Chú Bông nhớ mà, chú Bông nghe ông chơi con nha. Sao không chơi? Trời ơi, chú Bông có con lành chạy chơi. Trời ơi, từ từ chứ con, chú Phong còn bệnh mà. Con giờ không bệnh thì sao vậy, chú Phong ngon ấy. Chú Phong hết bệnh, chú Phong hết bệnh đi, chú Phong qua. Qua nhà ai? Chú Phong hết bệnh đi, chú Phong qua chở con qua nhà Dũng Hương chơi, hiểu không? Rồi anh chơi đâu? Thì chơi 1-2 tiếng rồi về chứ anh ơi. Anh chơi làm với anh nào không? Hay là muốn ở vài bữa nữa? Vừa nhà ai? Con muốn ở Dũng Hương vài bữa không? Vài bữa luôn, chơi luôn. Ai chưa? Ai chưa? Ai đó được tiền không à, ai đó dẫn hoài luôn á. Ôi quá trời quá đất anh chị rồi nha. Tôi dám kêu tôi bằng chị luôn á, nghỉ chơi luôn, nghỉ chơi luôn anh, chẳng luôn, chẳng. Quý sứ. Chú Phong à, hỏi. Cái gì? Em chú Phong quá đi nha. Chú Phong yêu con. Mà. Chú Phong ơi. Gì? Vậy. Chú Phong ơi, cái gì nữa? Nói. Chú Phong yêu con không? Nè. Không. Yêu không? Không. Thế là bằng không rồi ha, nhớ mà. Phong kỳ quá, không tin Phong được, chẳng không? Chẳng. Chẳng. Chú Phong ơi. Trời ơi. Chú Phong máu của mày vậy, chú Phong chơi được không? Được. Một ngày tôi ăn 200.000 tiền cơm. 200.000. Chú Bao con nha. Ê, chú Bao con nghe chú. Chú Bao. Không có bao. Chú Bao ơi. Bao mà. Chú Bao con đi con mới qua. Tụi chú Bao con không qua luôn đó. Rồi 200.000 tiền ăn với đi công viên. Sao bữa nay mà bữa nay công viên hay lắm nha. Chú đi một lần chưa? Chú chưa hết bệnh ơi. Bữa nào chú hết bệnh đi chú qua. Thôi cũng... Chú qua với anh Phương không? Nhưng mà bây giờ nè, nghe chú Phong nói nè. Bây giờ dạ. mẹ con đang buồn. Thì con phải nghe lời mẹ nha không? Dạ, nghe rồi. Rồi, thôi giờ chú Phong tắt máy nha. Rồi chú Phong có gì chú Phong đăng lên chú Phong giúp mẹ vậy nha. Nha nha con. Được rồi. Rồi bye bye con. Bye bye chú Phong người nghe. Rồi. Happy. Bye con.